Sáng nay 14 tháng 11 tại trường Trung học phổ thông Quảng Trọng Hoàng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tập đoàn TTC đã tổ chức trao học bổng khuyến học TTC nâng bước thành công lần thứ 36 cho học sinh các huyện trong tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Đảng dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đến dự. Do diễn biến của dịch COVID-19, lần đầu tiên sau 36 năm, lễ trao học bổng khuyến học TTC nâng bước thành công không có sự tham dự của học sinh. Tại buổi lễ, giáo viên các trường đại diện cho học sinh nghèo hiếu học thuộc 8 trường đóng trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam gồm 4 trường tiểu học An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thới, Thành Thới B, 3 trường trung học cơ sở An Thới, Tạ Thị Kiều, Thành Thới B và trường trung học phổ thông Quảng Trọng Hoàng nhận 500 suất học bổng từ tập đoàn TTC trao tặng. Ngoài suất học bổng cấp tiểu học, trung học cơ sở trị giá 500.000 đồng một suất, trung học phổ thông trị giá 1 triệu đồng một suất, mỗi em còn được nhận thêm một chiếc ba lô để đến trường. Trong chương trình, đại diện nhóm thiện nguyện chia sẻ Sorin, công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, công ty cổ phần Năng lượng TTC tặng 85 suất học bổng, mỗi suất gồm một xe đạp cho học sinh thuộc huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và thành phố. Tổng giá trị chương trình tài trợ đợt này gần 800 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho tập đoàn TTC với thành tích tích cực ủng hộ vật chất hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh. Được biết, trong 2 năm 2020-2021, tổng ngân sách TTC đóng góp cho tỉnh là 258 tỷ đồng, sử dụng 1.268 lao động của tỉnh. Ngoài ra, tập đoàn còn hỗ trợ các công trình dự án cho địa phương từ năm 2015 đến nay gần 4 tỷ đồng.